Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, kết quả xét nghiệm PCR sáng 24 tháng 10 phát hiện thêm 109 ca mắc mới. Thành phố Trà Vinh 29 ca, huyện Dương Hải 28 ca, huyện Châu Thành 21 ca, huyện Tiểu Cần 13 ca, huyện Tra Cú 8 ca, huyện Cầu Ngang 5 ca, huyện Cầu Kè 2 ca, huyện Càng Long 2 ca và khu cách ly ký túc xá Đại học Trà Vinh 1 ca. Trong 109 ca có 76 ca là người từ ngoài tỉnh về. Như vậy, tính đến sáng 24 tháng 10, tỉnh Trà Vinh đã có 2.293 ca COVID-19, điều trị khỏi 1.565 ca, 22 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân không lơ là, mất cảnh giác, thực hiện tốt 5 k chấp hành tốt việc cách ly. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca mắc COVID-19 tăng cao trong cộng đồng tại quyền Duyên Hải, Cầu Kè, Châu Thành, Trà Cú. Nhằm quản lý, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 kịp thời, phát hiện ca bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm soát, giảm ca dương tính SARS-CoV-2 xâm nhập lây nhiễm ra cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ông Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh, ký ban hành công gian số 3552 về việc thực hiện test nhanh virus SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm tra y tế. Cụ thể, tại các cửa ngõ vào tỉnh, chốt cầu Cổ Chiên, Phà Đại Ngãi, cầu Mây Tức, cầu Trà Mẹt, thực hiện xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 miễn phí đối với tất cả công dân vào tỉnh tại các chốt kiểm tra y tế, trừ các đối tượng sau. Những người đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử, hoặc có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine, trong đó mỗi hai tiêm tối thiểu 14 ngày và trong thời hạn 12 tháng, đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương. Có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính trong thời gian 72 giờ.